Của tất cả lãnh đạo và cán bộ công nhân viên của Tân Long Land. Mong các con luôn luôn ngoan, khỏe và luôn là niềm tự hào của bố mẹ và ông bà. Đấy là niềm mong muốn và lời chúc của lãnh đạo cũng như tất cả các cô, các chú, các bác ở Tân Long Land. Thực ra thì lý do vì công việc nên là bác không thể tham gia cùng với các con được. Tuy nhiên thì tất cả những tình cảm đồng thắm nhất bác luôn dành cho các con và các cô, các chú của Tân Long Land. Hôm nay đã tổ chức cho các con một buổi liên hoan rất là hoành tráng, rất là vui vẻ để các con có thể thỏa sức vui chơi và tỏa sáng trong cái sân khấu ngày hôm nay. Bác mong là các con sẽ có một ngày thật là tuyệt vời. Xin chào các con. Về vị trí nào? Chống này.